Mọi người ơi, như vậy là chỉ còn khoảng vài phút nữa thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức rời khỏi khách sạn. Như hôm bữa mà mình đã từng chia sẻ với tất cả các anh chị em, đó là vlog ngoài đường pitch sẽ có phần livestream cùng với tiền vệ Trần Minh Vương. Tuy nhiên là theo thông tin mà mình nhận được, đó là Trần Minh Vương thì đã đăng ký quay trở về Hà Nội để sau đó đón chuyến bay từ Hà Nội đi Pleiku. Lý do là ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là đang là vùng dịch, cho nên là những chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku thì không được chấp nhận. Chính vì vậy mà một chút nữa thì Trần Minh Vương sẽ cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo và các thành viên đội tuyển Việt Nam mà quay trở về Hà Nội sẽ đi cùng một chuyến. Do vậy là Minh Vương sẽ không thể nào được phép đi ra ngoài để tiếp xúc với báo chí. Chính vì vậy mà mấy hôm nay thì các bạn, những bạn nào mà đã đặt ra những câu hỏi để mà livestream thì là mình xin phép được chuyển những câu hỏi đó đến cho Minh Vương, và Minh Vương sẽ ghi hình lại và trả lời cho các bạn. Riêng những câu hỏi nào quá riêng tư về đời tư cá nhân thì Minh Vương đã xin phép là sẽ không trả lời. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đón xem phần trả lời của Minh Vương liên quan đến những câu hỏi mà các bạn đã đặt ra trên kênh Vlog Ngoài Đường Pitch nha. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Vương, và thực sự thì hiện tại đến bây giờ thì Vương cũng chưa tìm ra được một công việc nào mà mình cảm thấy thực sự yêu thích ngoài đá bóng. Và có lẽ sau khi Vương giải nghệ thì có lẽ Vương sẽ theo đuổi tiếp tục công việc đá bóng, ví dụ như huấn luyện viên chẳng hạn. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Vương. Và mục tiêu của năm 2021 của Vương thì trước tiên thì trước mắt là mình làm sao phải thi đấu thật là tốt để giành một vị trí tốt nhất cùng câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, và sau đó là những mục tiêu ở trên đội tuyển, và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Thực sự thì mình không biết nói như thế nào là thần tượng một ai đó, nhưng mà thực sự thì mình ngưỡng mộ rất nhiều những cầu thủ trong Việt Nam cũng như ở trên toàn thế giới này. Vẫn ngưỡng mộ và thực sự học hỏi từ họ rất là nhiều. Cảm ơn cô Hoàng Lê đã đặt câu hỏi cho cháu. Và thực sự cảm giác của cháu lúc đấy thì cháu muốn đưa bóng vào cuộc nhanh, thật là nhanh, để mình có nhiều thời gian để mình có thể giành kết quả tốt hơn, khả quan hơn trước đội UAE. Thực sự thì cảm giác của Vương cũng như tinh thần của Vương thực sự đến thời điểm hiện tại sau 2 tuần cách ly thì Vương cảm thấy bây giờ tinh thần của mình rất là sảng khoái, và Vương có thể hiện tại thì Vương có thể ra ngoài được thăm mọi người thì thực sự cảm thấy rất là vui. Và Vương xin gửi lời cảm ơn tới liên đoàn cũng như là những người ở trong khu cách ly này đã hỗ trợ Vương cũng như đội tuyển một cách tốt nhất. Và thực sự thì cái vấn đề tập luyện ở trong khu cách ly này thì nó sẽ không bằng khi mình tập luyện ở bên ngoài được, nhưng mà Vương cũng duy trì chạy nhẹ để giữ được cái nền tảng thể lực của mình. Và kế hoạch tiếp theo của Vương là bây giờ Vương sẽ di chuyển về Gia Lai, về câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, để chuẩn bị thật là tốt cho chặng đường tiếp lượt về của V-League sắp tới. Đừng lội nang nha.